hai vợ chồng vẫn chở nhóc nhỏ đi học. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 vẫn chở đi học luôn. Cái thường á, trường của nhóc nhỏ đó có một tuần được nghỉ đầu mùa xuân á, cho một tuần. Thường nó trùng vô cái Tết âm lịch, mà năm nay thì nó sau Tết âm lịch một tuần, nên tuần sau nhóc nhỏ mới được nghỉ đó. Phụ huynh chở con đi học, vẫn đi học bình thường. Nên có nhiều bạn hỏi sao không có về Việt Nam ăn Tết, thì đâu có về được, tại con đi học. Về Việt Nam thì phải 2-3 tuần, mất cái bài học. Nghỉ chừng 2-3 ngày thì được, nghỉ lâu quá, nghỉ hoài như vậy không có tốt cho học hành của mấy đứa nhỏ đó. Nên thường á, nghỉ hè đó, mấy người mà có con đi học á, còn đi học thì thường nghỉ hè mới về, chứ Tết ít về. Chỉ có những người mà rảnh rỗi á thì mới về Tết. Các con vẫn đi học bình thường. Tết âm lịch thì người Việt Nam và những người châu Á có Tết âm lịch đó đón thôi. Còn ở Mỹ á, đón Tết chung là Tết Tây á, được nghỉ, có trường nghỉ 2 tuần, có trường nghỉ 3 tuần luôn, là nghỉ chung Giáng sinh với lại Tết Tây chung toàn nước Mỹ. Cái khu trường học của nhóc nhỏ nè, ở đây á, không có buôn bán. Vòng mấy cái nhà ở trường học á, không có buôn bán gì hết á. Tại vì á, các bé ăn uống ở trong trường thôi. Mấy nhà ở trường học còn cảm thấy bị phiền nữa, là người ta cứ đến đón con á, đậu xe rồi đó. Đậu xe để đón con cái á, rất là nhộn nhịp. Đó, giờ mọi người vẫn đưa con cái đi học. Trường này trường cấp 1, từ lớp mẫu giáo đến lớp 6. Ở Mỹ thì có trường cấp 1 thì lớp mẫu giáo đến lớp 5, tùy khu. Còn ở khu này, khu Thảo ở thì từ lớp mẫu giáo đến lớp 6 là cấp 1. Cấp 2 là lớp 7, lớp 8. Cấp 3 là lớp 9 đến lớp 12. Đó, các bé đi học đó, tới trường. Con đường đến trường đẹp ha. Mấy khu này đó, kế bên trường đâu có buôn bán gì đâu ha. Tại vì ở đây á, buôn bán phải xin giấy phép kinh doanh, phải được kiểm tra vệ sinh thực phẩm, an toàn nữa, rồi để khai thuế đồ nữa chứ. Buôn bán phải đóng thuế rồi. Nên buôn bán rồi bảo mà người ở đây á, làm cái gì cũng phải đúng quy định, đúng tiêu của chính phủ hết. Nên không phải muốn bán cái gì là bưng ra bán. Đó, nên không có ai buôn bán ở dọc nhà ở gần trường đâu. Đó, chạy thẳng là tới cái trường cấp 3 luôn. Trường cấp 3 nè, cũng gần nhau luôn. Nên đi học dễ lắm. Tết Việt Nam á, giờ còn Tết nữa, nên đường phố vắng lắm. Mọi người Việt Nam cũng xin nghỉ làm nhiều lắm, nên đường phố vắng. Đi đón con đi học về, Tết của trường của Việt Nam, nhưng mà các học của Mỹ vẫn đi học, nên đâu có về Việt Nam ăn Tết được. Chỉ ăn Tết ở đây thôi. Thường về Việt Nam là về nghỉ hè. Đó, giờ đi đón con rồi đi hỏi chợ để chơi, rồi đi lễ chùa, vô chùa làm công quả. Mấy nhóc nhỏ bạn của nhóc nhỏ đó chạy qua chạy lại gì thấy quay phim á. Rồi giờ đi ra cái khu lễ hội để chơi nha.